Em giới thiệu với cả nhà mình là cái đàn thuộc về ăn cái đàn tân nhạc. Thì cái mẫu này là mẫu đàn Việt Nam, nhưng cái phân khúc này làm rất là đẹp. Phân khúc này thì giá này thì cái này chỉ giá 2 triệu thôi nha. Giá 2 triệu thì kèm bao da. Đây, âm sắc nghe cái đầu vang. Đó, để cho nó vang nha, dài nè, vâng. Đó thì anh em mình trong ngày chơi biết rồi. Chỉ gai nhẹ thôi. Cây này thì có giá 2 triệu. Đó, mới là đàn mới 100 trăm. 2 triệu thì kèm bao da. 2 triệu kèm bao da cho anh em nha. Chưa bao gồm phí vận chuyển. Rất là đẹp. Nhìn cái đàn vô cảm tình liền nha. Rất là đẹp. Đó, 2 triệu nha. Âm sắc quá hay, quá tuyệt vời.